Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một chương trình, một điểm hẹn đã quá quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần. Đây là podcast DeFi Discussion, nơi mà bọn mình sẽ ngồi xuống nói về những cái chủ đề, những câu chuyện, những góc nhìn xoay quanh thị trường DeFi. Một tuần vừa qua thì mình nghĩ là khá nhiều thông tin, khá là nhiều cái những cái drama gây cho nhiều người rất là nhiều cái cảm xúc, nó lo lắng có nè, phấn khích có nè, và đâu đó là một xíu hoài nghi. Thì mình nghĩ là nhiều anh em đang nghe DeFi Discussion thì chắc cũng kỳ vọng là bọn mình sẽ đâu đó đính kèm những cái thông tin cũng như là những cái câu chuyện, những cái gọi là những cái leak, những cái tiết lộ liên quan đến những cái sự kiện gần đây. Tuy nhiên là tập podcast hôm nay sẽ nói về một cái thứ mà mình nghĩ là nó sẽ hơi mung lung một xíu, nhưng mà mình tin là sau này khi mà có cái dịp mà chính bản thân tụi mình, những người thực hiện có thể nghe lại thì sẽ cảm thấy có được một cái giá trị gì đó khá là thú vị và có thể nghe lại trong tương lai. Thì như anh em cũng thấy ở trên cái tiêu đề rồi, cái chủ đề tuần này nó là đừng dự đoán và hãy quan sát. Thì nghe cái tiêu đề thì có thể nó sẽ hơi self-help một xíu, nhưng mà với cá nhân mình á, mình thấy cái này nó cũng là một cái gì đó mà bản thân mình trong cái giai đoạn, đặc biệt là trong 1 đến 2 năm đổ lại đây, khi mà chúng ta thấy được thị trường nó liên tục có những cái động thái nó tăng thì nó tăng kinh khủng, và cảm xúc nó rất là hưng phấn, nhưng mà nó giảm thì nó cũng rất là buồn chán và nó rất là đau đớn á. Sau 1 đến 2 năm đổ lại đây thôi, nói không có gì sâu xa cả, tại vì thị trường này nó cũng đang khá là non trẻ và cái chu kỳ thì nó khá là ngắn và cảm xúc nó thay đổi liên tục như vậy. Thì sau cái khoảng thời gian đó thì cá nhân mình nhận định được một cái điều nó rất là hay, tạm gọi là một cái thesis của cá nhân mình, đó là đừng predict, đừng dự đoán một cái gì cả. Thay vào đó thì hãy observe, hãy chú trọng theo dõi những cái thông tin, những cái biến động của thị trường. Ok, thì chắc là mình sẽ đi vào cái lý do đầu tiên mà mình nghĩ là cái nhận định này, cái cách tiếp cận này nó hợp lý. Đó là tại vì như nhiều anh em biết thì retail investor tham gia thị trường một cách mình tạm dùng cái từ nó hơi đơn độc á, thì cái blind spot, tức là cái điểm mù về mặt thông tin của chúng ta, nó rất là lớn. Và đây là một cái, nếu mà nói gọi là điểm yếu thì cũng không hẳn, nhưng mà chúng ta có thể cải thiện được cái điều này. Và cái bước đầu tiên mà chúng ta có thể cải thiện được đó là chúng ta ý thức được là chúng ta có những cái điểm mù về mặt thông tin như vậy, và liên tục đọc và liên tục theo dõi những cái động thái, những cái chuyển biến của thị trường trong cái thời gian mà biến động như thế này thì nó rất là quan trọng. Thì có những cái điểm mù như vậy, cho nên là khi mà chúng ta đưa ra những cái prediction á, những cái nhận định á, và nó đặt trên cái nền tảng là chúng ta không có đủ thông tin á, thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên là chúng ta phải làm cái việc còn lại, đó là chúng ta ngồi im và chúng ta observe thôi. Bởi vì cái prediction là cái vô cùng nguy hiểm, cái prediction đó nó sẽ liên tục đưa chúng ta đến cái action, nó rất là gần với cái action. Còn cái việc observe á, cái việc mà ngồi quan sát á, thì nó là một cái động thái tĩnh hơn rất nhiều. Chúng ta có thể đọc rất là nhiều các cái report ha, rồi nhiều cái bài tin tức cập nhật mỗi ngày. Thì cái này mình cũng đã có từng chia sẻ ở trong cái tập về những cái thói quen để full time crypto rồi, thì anh em nào quan tâm thì có thể nghe lại cái tập này. Thì cái trạng thái mà chúng ta observe, chúng ta nhìn, chúng ta theo dõi, thì cái xác suất mà chúng ta đưa ra action á, nó sẽ thấp hơn là cái việc mà chúng ta predict. Và bản thân cái việc predict này, khi mà nó base ở trên một cái, nó được đặt ở trên một cái nền tảng thông tin mà nó không chính xác, nó blind spot, nó bị thiếu hụt, thì nó rất là nguy hiểm. Một lý do khác liên quan đến cái vấn đề thông tin này, đó là nó lại là chiều hướng ngược lại, tức là cái thông tin ở thời điểm hiện tại nó quá nhiều và đôi lúc chúng ta bị overwhelmed. Nên là khi mà chúng ta cũng làm đưa ra những cái dự đoán ở trên những cái lượng thông tin nó kinh khủng như thế này, thì nó cũng không hẳn là một cái dự đoán nó chính xác. Mình lấy điển hình trong tuần vừa rồi đi, thì chúng ta thấy cái sự cố của BUSD và SEC trong một tuần vừa qua thì nó khá là drama.
và mọi người cũng rất là hoảng sợ, tại vì cái thông tin này nó liên quan trực tiếp đến pháp lý, và đây là cái câu chuyện mà ai chỉ cần nghe đến cái từ pháp lý thôi là thấy là chết rồi, xa đùm tới nơi rồi. Thì cái này nó là một cái phản xạ tự nhiên của bất cứ ai tham gia thị trường. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta bình tĩnh lại, chúng ta đọc những cái thông tin đúng không, thì chúng ta thấy là đúng là BUSD họ bị giới chức Mỹ yêu cầu ngưng mint cái stablecoin này ra. Nhưng mà đây là cái việc liên quan đến bảo chứng, tức là cái lý do nó là liên quan đến bảo chứng, chứ nó không liên quan đến việc là SEC kiện BUSD là chứng khoán. Thì cái đơn vị phát hành cái stablecoin này là Basos thì cũng đã nhận một cái tài liệu từ SEC bảo là đây là một cái hình thức phát hành chứng khoán. Tuy nhiên, khi mà chúng ta đọc như vậy, chúng ta sẽ có cảm giác là hình như BUSD bị ngưng mint là vì nó là chứng khoán. Khi mà mình bóc tách ra được cái sự kiện nó, hai cái sự kiện nó hoàn toàn khác nhau và cái lý do nó hoàn toàn khác nhau, thì chúng ta sẽ đâu đó có cái hình dung về cái vấn đề đó hoàn toàn khác nhau. Thay vì chúng ta kết hợp hai cái chiều thông tin đó lại và chúng ta bảo là chết rồi, đợt này là bị một cái gì đó rất là nghiêm trọng liên quan đến pháp lý, thì nó cũng không hẳn là như vậy, đúng không? Và kể cả khi mà chúng ta đang ngồi nói với nhau về cái câu chuyện này á, thì chúng ta không thể xác định được là trong 1 đến 2 tiếng nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra về cái câu chuyện này. Cho nên là quanh đi quẩn lại thì chúng ta nên có cái khoảng thời gian để theo dõi cái thông tin đó, theo dõi cái tin tức đó, thay vì chúng ta đưa ra những cái action nó quá là gọi là nó cần phải có cái tính khẩn cấp á, thì cái đó nó cũng đúng là trong một vài trường hợp thì nó rất là cần thiết. Nhưng mà nếu như mà chúng ta đưa ra những cái dự đoán nó quá vội vàng thì nó sẽ dẫn đến những cái động thái nó không chính xác. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên liên quan đến thông tin ha. Thì cho mình gọi là mình tự wrap up lại, mình tự tổng hợp lại cho cá nhân mình, đó là chúng ta không nên predict, không nên dự đoán bất cứ gì. Theo đó chúng ta nên có một cái cách tiếp cận nó lý trí hơn, đó là chúng ta quan sát cái thông tin đó, chúng ta theo dõi cái thông tin đó và chúng ta tổng hợp nhiều nguồn thông tin, nhiều nguồn dữ liệu. Bởi vì hai cái lý do: một là chúng ta có những cái điểm mù mà chúng ta không biết, hai là cái việc mà thông tin nó đến quá nhiều nó cũng là một cái rất là nguy hiểm, vì chúng ta đang sống ở trong một cái thời buổi mà thông tin nó đến quá là kinh khủng, truyền thông, công nghệ và tất cả mọi thứ nó đang liên tục thay đổi như vậy. Thì đây cũng là một cái thách thức vô cùng lớn đối với những ai tham gia thị trường đầu tư nói chung, và cũng như là cái mạng bé bé này thôi, là mạng crypto. Rồi thì một cái yếu tố nữa mà mình nghĩ là cái việc prediction nó không hiệu quả, đưa ra những cái prediction nó không hiệu quả, đó là vì chúng ta để cái cảm xúc chúng ta vào cái sự kiện đó, cái đồng coin đó, cái dự án đó. Thì cái này anh em nào mà nghe podcast thì chắc cũng hình dung được vài lần, đó là ok, bản thân bọn mình khi mà ngồi review lại những cái tập nói về những cái thesis trong quá khứ thì cũng thấy là hình như mình có một cái bias, một cái thiên kiến gì đó với cái đồng coin, cái dự án mà mình đã gọi là mình theo dõi và mình có một xíu cảm tình, thì mình bắt đầu mình sẽ có cái xu hướng là mình ignore, mình bỏ đi những cái info, những cái thông tin, những cái sự thật đó. Thay vào đó thì mình sẽ tìm ra nhiều cái lý do hơn, mình tìm những cái dòng tweet, tìm những cái dữ liệu để mình bổ sung cho cái lập luận đó. Thì đâu đó cái này nó cũng là một cái prediction, nó cũng là một dạng prediction, nó cũng là một dạng dự đoán. Mình dự đoán là cái này nó sẽ lên, đúng không, kiểu như vậy. Thì mình sẽ bỏ đi những cái chi tiết mà nó không có lợi cho cái thesis ban đầu của mình, cái nhận định ban đầu của mình. Thì đây nó là liên quan đến cái vấn đề tâm lý. Nói thẳng ra là tâm lý thì ai tham gia thị trường cũng sẽ có thôi. Quan trọng là mình deal với cái tâm lý đó như thế nào, mình dành thời gian ra để làm sao để kết hợp cái tâm lý đó với lại cái logic, cái thông tin, cái nền tảng là cái thông tin, thì cái đó mới là cái cách gọi là hay nhất để chúng ta tồn tại trong thị trường này. Nếu như mà không có cảm xúc thì nói thẳng ra là cái thị trường này nó sẽ không có tăng và không có giảm đâu. Và bản thân những người nào mà tham gia thị trường với không có một xíu cảm xúc vào thì có thể họ sẽ hơi, tức là họ sẽ bỏ lỡ đi một vài cái innovation, tại vì innovation nó sẽ gắn liền trực tiếp với lại cái cảm xúc.
Đó, nó có một vài cái kết nối như vậy. Tất nhiên innovation nó sẽ cần rất là nhiều các cái yếu tố ha, rất là nhiều các cái hạ tầng liên quan đến công nghệ nè, rồi những cái vấn đề liên quan đến thói quen của người dùng, rồi luật pháp, regulation như nãy mình có đề cập. Thì cái này chắc là bọn mình sẽ hẹn lại và nói một cái câu chuyện về innovation, thế nào nó sẽ là một cái thời điểm phù hợp cho một cái innovation. Thì nó sẽ có một cái yếu tố lý trí ở trong đó. Tuy nhiên là cái mình muốn đề cập ở đây á, là cái cảm xúc gắn liền với cái sự cải tiến đó thì nó sẽ cần phải có. Tại vì nếu như mà chúng ta cứ logic đúng không, chúng ta đi con số 1 cộng 1 bằng 2 thì chúng ta sẽ đi những cái bước nó rất là linear, nó rất là tính tính, cần phải có những cái yếu tố cảm xúc. Thì những cái ngành ví dụ như công nghệ hiện tại thì nó mới có cái bước tăng trưởng, nó đột phá. Tuy nhiên nếu chúng ta để cảm xúc nó bị overwhelm quá, nó bị ngập tràn quá thì nó lại đâm ra là chúng ta bị dính vào những cái dự án nó quá siêu và tầm nhìn. Thì cái việc là kết hợp giữa cái cảm xúc và cái logic, làm sao để kết hợp hai cái thứ đó nó hòa quyện với nhau thì nó cũng mới là cái mình nghĩ nó là một cái cách tiếp cận nó phù hợp hơn. Chúng ta có sự logic của phân tích của con số của tài chính đúng không, nhưng mà chúng ta phải kết hợp với một xíu cảm xúc của cái sự sáng tạo, một vài cái khác đi đó, thì một vài cái hưng phấn nó mới ra được những cái mảnh ghép nó phù hợp với thị trường. Tập tuần này chắc là cũng sẽ ngắn thôi, tại vì tuần này thì đúng là có nhiều thông tin quá, có nhiều cái sự kiện nó cấp thiết với thị trường. Tuy nhiên là giống như cái tiêu đề của tập này mình có nói đó, là chắc là bọn mình sẽ chỉ observe thôi, tuần này cũng sẽ theo dõi thôi, chứ không có một cái dự đoán gì đó một cái nhận định gì đó nó quá chuyên sâu. Bởi vì đó, chúng ta đang ở một cái giai đoạn mà nó khá là phức tạp, không chỉ riêng với thị trường crypto mà tất cả những cái mặt khác của cuộc sống chúng ta đang bị có thể nói là đang bị thay đổi rất là chóng mặt ha. Không biết nói gì hơn thì cảm ơn anh em rất nhiều đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này, mặc dù tập tuần này thì nó cũng chỉ có một vài thông tin và một vài cái chi tiết nhỏ nhỏ thôi, không liên quan lắm đến DeFi. Nhưng mà mình nghĩ là những anh em nào tham gia thị trường DeFi khi mà đồng hành cùng với bọn mình hết đến cái tập này thì cũng đâu đó sẽ nhận được một vài cái ý tưởng và một vài cái góc nhìn nó thú vị, cũng như là nó hơi mới mới một xíu, để chúng ta bắt đầu một tuần mới nó thú vị hơn ha. Thì giống như cái chủ đề của tuần này á, thì chúng ta không biết được là chặng đường phía trước nó có cái gì, quan trọng là chúng ta cứ tiếp tục đi, chúng ta theo dõi và chúng ta cảm thấy thoải mái với cái hành trình này. Không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa đã đồng hành cùng với DeFi Discussion lần này, và hy vọng là chúng ta sẽ cùng đi với nhau trong những cái chặng đường tiếp theo của thị trường ha.